du xe đoàn tụ với gia đình. Khi các anh em ông quay trở lại Ai Cập để mua thêm lúa, du xe tiết lộ mình là ai. Nạn đói tiếp tục hoành hành tại Canaan. Jacob nói với các con: các con hãy quay lại đó mua thêm lương thực cho cả nhà. Judah nói: chúng con chỉ có thể đi nếu có Benjamin đi với chúng con sẽ đảm bảo sự an toàn cho em và sẽ mang em về lại cho cha. Jacob miễn cưỡng cho Benjamin đi theo. Họ đóng gói các món quà và mang theo gấp đôi số tiền đã được bỏ vào bao của họ lần trước. Khi đến nơi, họ được Giuse mời vào dinh ăn trưa với ông. Các anh em hoảng sợ vì tin rằng mình sẽ bị giữ làm nô lệ. Ở cổng cung điện, họ giải thích cho viên quan gia rằng họ thấy có tiền trong bao của họ và nay họ mang đến trả lại. Yên tâm đi, đừng sợ, viên quản gia nói. Chắc hẳn thiên chúa của các ngươi đã bỏ kho tàng ấy vào bao của các ngươi. Rồi ông thả Simon ra cho họ. Khi Giuse trở về nhà, các anh em sắp mình trước mặt ông và dâng tặng phẩm. Cha các anh còn sống và khỏe mạnh chứ? Giuse hỏi và vui mừng vì biết ông khỏe mạnh. Còn em út các ngươi? Giuse hỏi. Cầu cho nó được Chúa thương. Nhìn thấy em mình, Giuse xúc động không cầm lòng nổi nên vội lánh sang phòng bên và gục xuống nức nở. Rồi ông rau mặt và quay trở lại. Giuse sắp chỗ cho các anh em ngồi theo thứ tự từ lớn đến bé. Giuse ngồi bàn riêng. Benjamin được tiếp thức ăn nhiều gấp 5 lần các anh nó. Và tất cả ăn uống thoải mái vui vẻ. Ăn xong, Giuse sai viên quản gia đổ đầy lúa vào bao của họ, nhưng để chén bạc của ông vào bao của Benjamin. Sáng sớm, các anh em thức dậy lên đường về nhà, trên lưng lửa chất đầy thóc lúa. Sau khi họ ra khỏi thành được một đoạn đường, Giuse bảo viên quản gia đuổi theo và bắt chúng lại. Rồi hỏi chúng: tại sao các ngươi đáp lại lòng tốt của chủ tôi bằng cách ăn cắp chén bạc của ông ấy? Viên quản gia đuổi kịp các anh em rồi nói như đã được truyền. Họ đáp: ngài đang nói gì vậy? Nếu ngài tìm thấy chén bạc trong bao của người nào, người ấy phải chết và tất cả chúng tôi sẽ làm nô lệ cho ngài. Viên quản gia lục lọi các bao và thấy chén bạc trong bao của Benjamin. Khi thấy như vậy, các anh em xé áo mình ra tuyệt vọng. Họ được đưa trở lại thành. Judah và các anh em sắp mình xuống trước mặt Giuse. Các ngươi đã làm gì vậy? Các ngươi không biết ta có tài bói toán sao? Giuse hỏi. Judah đáp: chúng tôi biết nói sao để ngài tin chúng tôi vô tội đây. Thiên Chúa đang trừng phạt tội lỗi chúng tôi. Thưa ngài, tất cả chúng tôi đã quay về đây làm nô lệ cho ngài, chứ không chỉ một mình đứa em có chén bạc trong bao của nó. Giuse nói: chỉ một mình đứa ăn cắp chén bạc sẽ làm nô lệ cho ta. Judah kêu lên: tôi không thể về với cha mà không mang theo Benjamin. Nếu không, cha tôi sẽ buồn phiền mà chết mất. Tôi đã bảo đảm với cha sẽ lo cho thằng bé. Vì thế, ngài hãy cho tôi làm nô lệ thay cho nó. Giuse không còn kìm được cảm xúc động. Ông bảo đảm gia nhân ra ngoài để ông ở một mình với các anh em. Rồi ông gục xuống khóc nức nở.
Ông khóc to đến nỗi những người Ai Cập có thể nghe được và trình báo lại với Pharaoh. Tôi là Giuse, đứa em mà các anh bán làm nô lệ đây, Giuse nói. Các anh em bàng hoàng không nói nên lời. Các anh em đứng buồn hay ân hận? Chính Thiên Chúa đã gửi tôi đến đây trước để duy trì mạng sống các anh em. Nạn đói hoành hành 2 năm nay sẽ còn kéo dài 5 năm nữa. Thiên Chúa đã ban cho tôi làm quân sư của Pharaoh và làm tể tướng của toàn Ai Cập. Bây giờ, hãy mau về với cha và kể lại mọi chuyện với người. Hãy đem người sang Ai Cập và đến sống ở Gosen để mọi người được sống gần tôi. Nếu không, mọi người sẽ chết đói. Ông khóc vì hạnh phúc và ôm chặt lấy Benjamin. Rồi Giuse hôn từ biệt các anh em. Sau đó, các anh em bắt đầu nói chuyện thoải mái với ông. Pharaoh bảo Giuse, hãy bảo anh em ngươi mau về Canaan, đưa cha ngươi và gia đình ngươi sang đây. Ta sẽ ban cho họ vùng đất tốt nhất ở Ai Cập, và họ sẽ thưởng những hoa màu tốt nhất của đất này. Hãy cấp xe cho họ về mang cha ngươi sang đây. Các anh em trở về với cha mình. Họ thưa cha, Giuse vẫn còn sống và đang làm tể tướng ở đất Ai Cập. Gia-cốp kinh ngạc không thể tin nổi. Các anh em kể lại cho Gia-cốp mọi điều Giuse đã nói với họ. Khi Gia-cốp thấy các cổ xe Giuse đã cấp cho họ, ông thốt lên, hẳn phải là thật rồi. Giuse con ta còn sống, ta phải đi gặp mặt nó trước khi ta chết. Gia-cốp và cả gia đình lên đường sang Ai Cập. Dọc đường, Thiên Chúa nói với ông, đừng sợ đi xuống Ai Cập, vì ở đó ta sẽ làm cho gia tộc ngươi thành một dân lớn. Giuse đi đến Gosen gặp cha. Hai cha con ôm nhau và Giuse khóc, tay ôm chặt cha một lúc lâu. Gia-cốp và các con ông định cư ở Gosen. Gia-cốp chúc phúc cho các con trai ông Giuse là Manasse và Ephraim. Sau này, trước khi hấp hối, ông gọi tất cả các con đến và chúc phúc cho họ. Rồi ông trút hơi thở cuối cùng. Thi hài ông Gia-cốp được đưa về Canaan và chôn cất trong khu mộ của tổ phụ Ephraim như ông đã yêu cầu.